các ban ngành đoàn thể phường và các ban ngành đoàn thể công an phường giúp đỡ
thành phố trong năm năm công tác hoàn thành nhiệm vụ nhân dân và kết tham gia phát triển kinh tế tích cực giàu giảm nghèo để vững nâng cao đời sống những cách làm giàu khác năm 2024 đề một cái đầu tư nhà ở cho hộ nghèo cận nghèo hộ cận nghèo chính sách còn khó khăn về nhà ở của thành phố chúng ta đã được thực hiện. 23.400 công việc của chúng tôi và đồng bào của tỉnh này là 31.600 nghĩ chăm sóc người ta chỉ là thành công và nhiều dụng cụ khác trong phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới ở khu vực Tân Bình phát triển kinh tế về những vật chất tinh thần của nhân dân đã có nhiều cải thiện và toàn khu phố được khởi sắc. Khi hiệu quả phong trào dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn các hoạt động văn hóa với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong trào của hội viên sẽ được sống tình nghĩa nhân ái vì mọi người mỗi ngày nay làm được tốt hơn những cách đặt tiêu biểu ở trong các phong trào cùng hoạt động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư thì có tổ số 3 khu phố Thanh Trung và đặng thế nhân và có hai hộ gia đình họ vận động đoàn kết cả họ dân thì sau đây là bên cấp ủy thì rất là trao cái phần quà là cho tổ xuất sắc vừa qua trong các cuộc vận động là hai gia đình tiêu biểu đó là tổ số 3 là tổ số 3 Lê Thái đây là cái tổ xuất sắc trong các cuộc vận động trong năm 2024 và bằng ngày nay họ cá nhân và xin mời gia đình Lê Văn Tứ gia đình Lê Văn Tứ có đây không ạ? Không có đây không ạ? Thank you.